Cũng trong chiều nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Linh Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng hoạt động năm 2022 và trao quà Tết cho các bậc cao niên và các hộ khó khăn trên địa bàn phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do Covid-19, song Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Linh Đà Nẵng vẫn nỗ lực thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, doanh thu tăng 30% so với năm 2020. Lương cán bộ nhân viên đạt từ 7,5 triệu đồng trên một tháng trở lên. 100% người lao động của công ty được thưởng Tết tháng lương thứ 13, riêng lao động xuất sắc được thưởng 2 tháng lương. Trong năm, đơn vị đóng góp 200 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận. Dịp này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Linh trao 31 suất quà Tết cho 31 cụ cao niên và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Khuê Trung, mỗi suất 1 triệu đồng và đóng góp 30 triệu đồng cho hội doanh nghiệp quận Cẩm Lệ để tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Công ty cũng đã khen thưởng cho các cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc và đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho năm 2022 với mức tăng trưởng từ 15 đến 20% so với năm 2021, trong đó đặc biệt chú trọng khai thác hiệu quả dự án Nhật Linh ATB Galaxy.